Tấm mà nhà đấy bà Hương nhà. Cái đoán đó nó con nhà Nhinh. Con Nhinh cái thằng cún cái thằng ấy như nó bị ung thư hay sao. Thằng ấy 27, 28. Chưa. Đã bị Covid đấy. Trương. Bà cô. Không việc gì đâu chị. Ai đi? Ai biết thế là vừa quay nó trả giờ đi quay máy thì anh quay. Chứ ai thì trả rồi các chị đi. Là các chị cũng tươi đi. Sợ chị anh còn đang lên cười. Anh đang cười. Cái bóng à? Anh nhìn cái người thắng à? Chứ quay đi rồi quay đi rồi làm cái máy nhìn đi. Chăm chăm đi ăn là thắng. Có đưa đi tivi đâu mà lo. Lưng của bà này. Giả sao ấy vậy? Bỏ xong hồng lên đây.
đông mi đến ma đâu mà đang thấy đi trời. Ma sông Hồng. Ma sông Hồng nó sống cường không? Ma mẹ thì không nghiệp. Không có bà cháu. Đây không có. Bà hư là ông ma chết. Vậy từ tối từ hôm qua giờ cơ mà đúng không? Nhưng mà chiều hôm qua là cháu thấy chiều tao ngủ tao biết cái gì mà cắt tao đây, đây là cắt là không cầm đây là cầm máy mấy người tao ngủ rồi tao ngủ chắc chết nào ăn đây ăn cái gì nào ăn gì nghĩa là chạy ngủ nào bún cá à bún nước hả bún nha vậy như là cái đám ma hôm qua là khác đúng không? Ma hôm qua là cái ông ấy thương ông. À. Đây là ông Tiến. Bây giờ mới bắt đầu liệm này đúng không? Bây giờ mới liệm này. Cháu liệm không có số bảo hoàn nữa. Đấy, đấy chưa? Giỏi nha. Giỏi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tả cho mày trẻ không? Mà bố nghĩ là cháu đang có đi mà ăn mặn đi.
anh đang cháo đi ngon gì. Em cháo Bố cho nhiều đất đâu? Bố cho đến 50 ô vậy? 50 mét đất liền kề. Ở xíu
Ờ, thì cho 50 mét đất lên kia đi đây. Năm trăm mét rồi, ông cái có mấy chục mấy nghìn mét luôn. À biết đâu khi mình xuống khó đó, đâu chịu chết. Rồi có 50 mét đó bên kia đó. Anh nhau ông tôm ông tôi. Thank you.
người mà. Cởi đi có gì ta. Cởi cho anh đất đi mà kệ. Sao cởi làm gì cơ đi. Vậy mà có thằng mốc cái đêm đấy. Đêm đồng lắm. Không cho được.
không cho đứa tiền mà để... mà lại có việc với đêm với nổi đó mà đi chơi lại cứ hết tổng tầm 10 triệu cũng không sao, lại bắt đâu ra rồi. Ừ, đó chết à, thở thở cái đấy biết là con nào kẹt vào nó cho nó biết bệnh á, con bị kẹt cái đó. Chơi chân. Ôi chào cả nhà nha. Cháu ăn sáng lên đây.
Nhưng mà biết cái gì đâu. Trần thì xin vào quần áo chứ con. Trần đây, Trần em lương đây. 2.000 nữa. 12 này, 12 này, 12 này, 12 này. Chân thì... Mặc nhưng mà cũng là chân thì cứ... Nói là em biết ra nhé đó. Cái này mấy trả chưa? Vừa lai chim thì được lai tiền lai chim nữa. Vừa nó mặc áo chim cưa. Lai chim mới được ăn tiền. Lai cái kia ra thì...
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mấy ngày mấy chục ngày mới còn, nên nó đã đa nhé.
Dạ sao anh chơi, cháu đây. Rồi. Em ăn chưa? Anh chị tham dự sáng rồi, bắt bún thôi. Vậy chị ăn chơi, chị làm con làm cho chị là làm cho chị ăn nổ. Làm cho chị đấy cho bún. Lấy đồ đây cháu, em chị ăn thử anh. Ăn đi, để này chị ăn cái bát đây này. Mặn tay à. Anh em muốn ăn gì? Không. Lấy tay cho con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng mà nhìn giải quyết là còn gì nữa? Bà. Không, tôi nói nha. Bà không biết nhưng mà đôi khi nhìn giải quyết. Không bố nó còn gì nữa? Không, không đúng. Hỏi bố làm gì? Không đúng rồi. À, con không bố là lắm. Nhưng mà chị đó nhìn nó chỉ biết liền không biết liền nhưng mà nó cũng cứ đóng bộ cũng mãi thôi rồi. Có cái đâu gì nhà bà xã hội đúng cái lời đó chứ. Thank you.
Gần đây không nhà mà để đợi làm gì.